Vâng, em chính mình định chào tất cả các bác mọi miền từ quốc gia. Đây là hàng về đầu tuần, cũng là ngày thứ hai. Thì bác nào mình có nhu cầu về sản phẩm nào thì alo cho em chính qua hai số điện thoại ở trên tấm biển nha. Sáng nay về gồm là 1, 2, 3, 4 4 con Amply, 1 con CD và 1 con bao Yamaha BC2002M, cũng rất là hot. Và một cặp loa cổ của Beoner CSA700XB, hoặc là đẹp mấy mil luôn nha. Đấy, toàn là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng cho các bác hết. Tất cả hoạt động hoàn hảo và có một con CD rất là tầm tiền của Beoner, đầy đủ khiển, rất là đẹp, giá 6.3 triệu là Beoner BDT05. Với thiết kế sang hầm hố và có bộ cơ rất là độc, mắc đẹp rất là nhanh, giá 6.3 triệu ở rất là tầm tiền. Bác nào ở tầm tiền đó thì mình chốt con CD này về vừa nghi CD hay vừa trưng bày. Sau đây em cũng báo giá từng sản phẩm để các bác cùng xem. Giá là sản phẩm bao gồm phí ship rồi nha các bác, và hàng là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng, vuông thành xét cạnh đẹp xuất sắc hết. Con bao này thì chắc các bác cũng đã quen thuộc rồi, thì nó là giá là 12.500, Yamaha BC2002M, hàng tuyển hết nha các bác, các bác thấy độ đẹp đó nha. 12.500 đã bao gồm phí ship, chuyển khoản đổ bớt 200.000 nha. Còn 12.300 đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ da ba lăng. Mời các bác cùng xem cái độ đẹp của sản phẩm này. Đấy, cực kỳ xuất sắc nha. Phía trên nóc nói chung đẹp hoàn hảo nha, mới keng vậy. 12.500 một con. Cái này em bê xuống nha, để các bác được xem cái thùng phía trên của cái loa này. Đấy nữa. Rồi cái này, cái con CD này T05 này rất là hay, có chế độ digital analog này, output này. Đấy, con này nó sử dụng bộ cơ khá là hay, các bác không cần phải rìm ra, nó bộ cơ nằm này, đĩa xoè này, bo ngửa lên nha. 6.3 triệu thôi nha các bác, bác nào lấy thì nhanh tay alo cho em, có khiển của Beoner luôn nha. Máy rất đẹp nha các bác, đẹp xuất sắc, đẹp rất là nhanh, nhận liền, rẹt rẹt, bềm nét bài nha. Bấm phở lay, mình phải bấm phở lay nha các bác. Đấy, máy nó vẫn sử dụng là máy từ nha. Đấy, nhìn qua cái khe kính này chúng ta có thấy đĩa nó chạy nè. Đấy, nó chạy nhau nhau nhau. Con này 6.3 triệu nha các bác, chiến khoản đổ em bớt 100, còn 6.2 triệu. Đây là con Amply rất là nổi tiếng của Antet, Antet 711A, có vỏ gỗ cho các bác luôn, rất là hay nha, có low net nha, đầy đủ hết. Con này các bác chơi loa tổng giải hoặc chơi loa Antet 3040, tiếng con này lực khỏe, tiếng nó không khác gì cái con model 360 đâu, mạnh mỹ, tiếng rất là hay nha. Sức âm tụ nha các bác, mạch vàng gold nha, Antet 711A gold. Con này giá 17.500 nha, 17.500, có gỗ rất đẹp nha các bác, 17.500. Và siêu phẩm của Marang ở tầm tiền dưới 20 đó là Marang 1150, đối tác của những dòng loa bass 3040 hoặc là những dòng loa full. Các bác vừa nghi vừa hát karaoke có thể chơi con này rất là tốt, vì lực đánh nó rất là mạnh. Các bác hay chơi Sequin hoặc là chơi JBL ấy, thì hay chơi những con này, đặc biệt là Sequin bass 40 quấn con 1150 hoặc là đẳng nâng cấp tới một là 1150 MK2 đều ok. Con 1150 thường là 17, con MK2 là 19, thì nó không có trên nhau về chất âm, thì nó không có khác nhau, có rất là y chang nhau. Nhưng mà con MK2 nâng cấp thêm hai cái tụ vậy thôi, nên là nó trên nhau không có nhiều tiền, trên nhau chỉ 2 triệu, chất âm thì nghĩ y chang nhau nha. Bác nào mình có điều kiện thì mình lấy con MK2 19, còn ở đây 1150 thường 17, hai con nghĩ y chang nhau, chỉ khác nhau con MK2 thêm hai cái tụ thôi. Đây là Marang BM94 hết số, BM94 đen 390W rồi các bác, chạy 16 sò, bass chép riêng biệt, chạy glass A rất là hay, chơi lo châu Âu, lo Mỹ, lo Nhật đều rất ok. Con này giá 17 triệu, con này được rồi, nhiều bác hỏi lắm mà không có, bữa nay có hàng rồi, bác nào lấy thì alo cho em nha. 17 triệu đẹp xuất sắc luôn nha, 17 triệu BM94. Đây là ông thần của những dòng BM rồi, BM8 MK2 Isotech nha, mới keng bằng ươm nha các bác, những máy chắc bãi về rất là đã luôn. Con này giá 30 nha các bác, 30 mới keng nha. Isotech BM8 MK2 là dòng lớn nhất của dòng BM8. Nó có là Marang BM8 này, rồi BM8 MK2, rồi Isotech BM8 MK2 nha, là con này nha các bác. Giá là 30 triệu. Cặp loa này là giá 15 triệu nha, cặp loa này là A700 của Beoner. Vâng, mời các bác cùng xem lại kênh của nó, các bác thấy đẹp nét luôn, từng chi tiết luôn nha. Đây là dòng
dòng FB của Pioneer rất là nổi tiếng, A700. Nhiều bác đánh giá của A700 nghi còn hay hơn con 77A nha các bác. Đây là cũng như là cặp loa sở hữu trep 6 lỗ này, một mic này, hai vi tinh chỉnh và một cái bát FB nha. Dòng này là dòng monitor, nó có nhiều chế độ chơi như là chép này, bát phía sau, rất là nhiều cầu, rất là xuất sắc nha. Thùng nó thì đẹp, cầm này đẹp long lanh luôn nha các bác. 15 triệu nha các bác mà thích nghe nhạc vàng, nhạc cổ và nghi bên cối thì có là chọn công A700 này. Giá đã bao gồm phí ship rồi nha các bác. Rồi em xin phép là dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo.